Đêm rồi mà còn chưa ngủ, không biết đang nghĩ gì vậy ta? Dự án hôm nay mình thuyết trình thành công đó, đúng là quá đã. Tại sao lại quay lưng lại với mình? Chẳng lẽ dạo này ông lại tư tưởng đến con nào rồi? Chắc là bây giờ đang lên kế hoạch táng tỉnh rồi đây. Bao nhiêu anh em trong công ty mắt tròn mắt dẹt với khả năng của mình, quá xuống. Là ai nhỉ? Không lẽ là các bạn gái cũ của anh ấy? Chả trách mình hôm nay toàn về nhà muộn. Hay là lễ tông mới đến ta? Mấy hôm nay mình qua cứ thấy hai người cười cười nói. Mới biết sớm thế này, hồi đó không nên yêu anh ấy. Ngày nào cũng treo gẹo ông bướm. Nhất là phần xử lý câu hỏi, mình xử lý quá đỉnh. Thằng kia giám đốc nó hỏi câu khó thế mà mình cũng xử lý khiến nó phải cứng họng cơ mà. Lại còn cười nữa, không hề nhìn thấy cảm giác của mình. Nếu không dỗ mình ấy, thì chia tay đi cho biết mặt. Còn cả ông sếp nữa, suốt ngày chê mình, lần này cũng khiến ông phải ngả mũ trước tài năng của mình. Lại còn cười nữa à? Đàn ông không ai tốt hết á.